Chào buổi sáng ngày 26 tháng 6 năm 2016. Con đi sung sướng hơn là những chú mèo con được vui chơi đùa thoải mái ở trong vườn. Và sau khi chạy một vòng thì các chú quay ra vú tí mẹ. Đây. Các chú này, hai chú này còn mãi chơi đùa. Hai chú muốn ra ngắm cái cây hoa nhài đây. Đây các chú quá lớn cho nên là rất chật chội để tìm chỗ tí. Đây là mẹ chú. Úi dồi ôi, nó chen chúc nhau, lánh nhau. Chó chào tất cả các cô bác và các bạn ấy, khi mà bú tí thì rất thích vào cái tai cái giật thế này. Tôi đã quan sát nhiều lần thì thấy đấy, cái tai tại sao cứ giật cái tai đấy. Ôi.